chúng mình bắt đầu thích a à, bé hơn bé. Tập chúng mình tập chung. Ông làm bài tới đâu rồi? Ôi cho tôi ngủ chút xíu, tôi buồn ngủ quá à. Giờ này mà còn ngủ nữa. Bây giờ là nè, dậy làm 1 2 3 10 bài này đi. Xong rồi ạ. Làm thêm 5 bài bên đây nữa. Rồi, nghỉ. Cái gì nhiều vậy? Nhiều cái gì? Thôi, học lắm thì tắm cũng cả chuồng à. Nói chuyện vô duyên, không học sao này cặp đất mà ăn à. Nhìn tôi gì? Thì nhìn kỹ lại bà cũng dễ thương mà. Ông đừng có làm tôi lung lạc. Tôi mét cô lên bây giờ. Tóc cũng đẹp quá ha. Tóc bị chảy ngọn này, tôi cắt cho. Ông đàng hoàng lại coi. Cô Linh ơi, tôi mét cô. Học. Việc thi mặt theo. Cô Linh ơi. Ê. Gì vậy? Vinh ơi. Gì vậy con? Gì vậy? Cô Linh, bạn Vinh ơi. Cái bài này khó quá, con đang kiểu đùa nghịch tí để lấy tinh thần học tiếp mà nè, mẹ thấy con đang học nè. Nè, Vinh ơi. Không có dở trò nha, nha. Thi. Dạ. Thượng Phương Bảo Kiếm cô giao cho con. Hey, con cảm ơn cô. Gì vậy? Thượng Phương Bảo Kiếm của cô Linh đã giao cho tôi rồi. Ông mà còn không học là biết tay tôi. Mà tôi không học nổi nữa đâu. Tôi chán lắm rồi. Trời ơi, ông không học thì sao biết được là ông học không được. Thì đôi khi bà cũng phải chấp nhận. Con người như tôi chỉ nhiêu đó thôi, không học thêm được đâu. Không học thêm rồi phần thưởng sao? Giật thưởng nữa. Đúng là vật thưởng cũng chỉ là phù du thôi. Bà đừng có quá ham như thế. Bà đang học. Gì vậy? Ê này, có cách nào mà không cần phải học mà vẫn điểm cao mà lại còn có thưởng không nhỉ? Nếu như mà có cách đó thì chắc có lẽ bây giờ tôi cũng không ngồi ở đây đâu. Đúng, quá hay. Nhưng mà tôi nghĩ rằng học thì đôi khi không chỉ cần siêng năng không, mà phải có hên. Tôi nói nha, ở lớp tôi có mấy đứa hên quá, nó đoán được đề tủ luôn. Hay là mình cũng dùng chiêu này nhỉ? Đúng rồi đó, mấy đứa đoán tủ á dễ bị sao ta? À, tủ đè á. Cái gì mà tủ đè? Tôi nói nha, bà là rất là vinh dự đang được đứng cạnh một thánh đoán tủ đang ngồi đứng ngay đây. Đúng rồi, đoán tủ á gì? 1 2 3 4 điểm á, nguyên đống đầy trong tủ á. Mà bây giờ tôi bảo bà chỉ cần giúp tôi giải mấy cái đề đó thôi, còn mấy cái đề đó là tôi đoán được hết. Nhưng mà tôi không có giỏi đoán tủ. Không sao, mấy cái vụ đoán đề đấy là để tôi. Còn bà ấy giải giúp tôi mấy cái đề đó, tôi nhớ hết nhá.